thực là cái series hướng dẫn sử dụng máy. Đây là máy phim fiber, laser fiber và chuyên khắc inox sắt đồng nhôm, và đặc biệt là chuyên khắc mà số mây iPhone, số series, số tem mác, ngày tháng, vân vân. Máy này đặc điểm là bắn thời gian thực, không biết thời gian trôi qua bao nhiêu thì sẽ tự động nhảy số để mình bắn, để dùng cho các máy tem mác trong các công ty, nhà máy, ví dụ các sản phẩm bằng kim loại, khi mà nó đi qua dây chuyền thì máy có khả năng là khắc số ngày tháng và số series trên nó, nhảy thời gian thực trên nó luôn. Ở đây là phần mềm điều khiển và sử dụng, nó là phần mềm EZCAC 2. Là khởi động phần mềm lên những bước vào và sáng ngày của hãng Sika, cái logo, và đây là cái giao diện phần mềm EZCAC. Đây là cái bảng bên thông số, cái bảng chức năng, giao diện phần mềm. Đây là dưới là máy, đây là máy fiber, có công dụng của nó là rất là mạnh. Đây tổng thể cái máy được cung cấp bởi thư CCPT, có thể xem máy tại thành phố Thái Bình. Đây là máy nhập nguyên chiếc, đầy đủ các hỗ trợ phụ kiện kèm theo. Ví dụ ta làm cái file số email chẳng hạn, hay số ngày tháng, thì đây mình không có file email thì mình có thể là làm cái file bất kỳ chữ số chẳng hạn. Mình chọn một cái lệnh này, đây quát có ở đây có thể khắc được số mã vạch, mã EQR, nếu vào chơi tách bấm vào chữ giữa màn hình. Sau ta edit tách lại thành cái văn bản mà ta cần khắc dưới này. Để khắc cho là thư CLCVT, enter, để máy khắc xoay máy, máy khắc số khắc số email. Đó, vậy ấn enter rồi có số điện thoại là 0909112460, và mọi thắc mắc sẽ được giải đáp bằng số điện thoại này. Mình tên là Thư, để hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm EZCAC để dùng khắc ống email trên số iPhone, số iPad, số Siri. Đặc biệt máy này có khắc là trên số nhựa chuyên dụng như là ABS, nhựa của máy, khắc rất đẹp, rất nét. Tại vì đây là máy này để sử dụng trong các nhà máy sản xuất iPhone nên người ta sử dụng máy này, và máy vỏ nhựa bắn lên cũng bắn này luôn. Và ta bấm khi ta gọi edit sang văn bản, ấn apply, thực vào phần apply. Rồi sau ta chọn hiện tại đang lệch, ta phải chọn một cái lưu ở gốc, cái độ lưu ở gốc, ta phải co lại cái kích thước cái số này, và nếu ta kích thước thành nhân nhâm và đẳng vào đây luôn. Ví dụ ta có cái file này muốn khắc lên điện thoại chẳng hạn, thì sẽ thêm chữ iPhone và cho lịch sử. iPhone rồi sẽ ấn apply để ta sẽ edit lại cái thêm cái dòng chữ iPhone đó. Và sẽ sau khi ta có cái file khắc
thì ta sẽ chỉnh đồ khắc vật liệu. Đây là ví dụ đây là cái iPhone, ra là cái nguồn nó được lợi dụng ở cái vỏ nhôm, nên tựa như cái vỏ nhôm của iPhone. Sẽ chỉnh cho cái hai cái điểm này cho nó chập vào nhau. Hiện tại nó có hai điểm đỏ này nó lệch nhau. À, đây nó đang lệch nhau rất là xa. À, ta sẽ chỉnh hai cái điểm chập thành một. Đây. Rồi, điểm đang thành một. Một điểm luôn. Thành một điểm luôn. Rồi, sau khi ta đã chỉnh cái một điểm thì ta sẽ xong, ta đặt cái chỉnh và chọn chế độ là like, là ánh sáng, rồi cũng phím F1, bàn phím, và đây phím F1 rồi bàn phím là nghĩa là sẽ quan sát cái chữ này là khu vực nào, ấn F1, đó là dòng chữ được tăng, tăng lên cho thẳng hàng ạ, đó đây, tăng sang bên này. Rồi. Sau khi ta căn ok ta ấn F kép thoát cái chỗ đây, và cái việc còn lại của ta sẽ là bắt đầu nó chạy ta khắc chữ này trên cái phần nhôm. À, và ví dụ cái khắc thời gian khắc trong mini giây sẽ bấm bắt đầu khắc, và để hình ảnh sắc nét thì sẽ bắt đầu làm việc 2 giây, mỗi mấy giây là xong nhé, nhưng mà nó sẽ xem cái sản phẩm nó ra. Đây là khắc số như mày. Số cực mạnh và led. Trong tích tắc. Đó là xuôi mây. Như vậy là ta sẽ biến cái iPhone Trung Quốc rộng thành cái iPhone có số IMEI Đàng Hoàng, cái tên tuổi nhà máy Đàng Hoàng, hàng qua ke chuyển hành hàng chính hãng trong vòng 1 giây, trong vòng nửa nốt nhạc bằng nút F2. Đó là công dụng của cái máy khắc số IMEI cũng như khắc tem mát, là tốc độ bắn rất là nhanh. Sẽ tiếp tục khắc cái mã IQR cái số này, bấm phím delete xóa cái này đi, có thể là thêm mấy cái mã mẫu mã vạch đây. Thì có cái mã vạch đây là iPhone, mã vạch iPhone hàng chính hãng được sản xuất tại thương CCVT ta cần giữa. Rồi ta có thể là chuyển cái mã này, ta edit lại cái mã, edit lại cái mã, rồi mã bản là gì đó tùy số tách. Ok, nó cho cái văn bản dưới có cái chữ tách này để cho chữ thư đi, cho nó hay là 2000 đi, 0909112460. Nào. Bấm OK. Đây là cái mã có cái số 0909120 của mình. Đó, mình sẽ quét cái mã vạch này ra ăn tiền. Đó, căn ở giữa. Đây là mã vạch. Rồi khi ta xong chỉnh xong cái mã vạch này thì ta sẽ căn ở giữa. Đó, căn giữa ta sẽ khắc lên sản phẩm thôi. Sẽ ấn phím F1 ta xem. Mã vạch ta đặt ở đây. Căn chỉnh cho nó ngay bằng cái mực đọc của nó. Với chương trình OK sẽ bấm
ép thoát cái lệnh, ấn phím F1, F2, chạy 3 bậc này, bắt đầu việc. Quãng nhỏ nhau rồi, mình sẽ rất rõ nhanh. Xong, tắt cái laptop đi. Đây là mã vạch của mình. Chất lượng rất hoàn hảo. Mình còn khách vạch đen, khách vạch trắng. Tùy sẽ đặt thêm cái số email nữa, còn cái số khác đen sẽ bấm vào chữ H, chọn chữ khắc, ta lấy chữ khắc contour, ta bỏ khắc contour, chọn H1, H2, chế độ cắt, bấm OK. Nếu tôi muốn khắc cái vòng quanh một lần nữa, bấm luôn OK. Đây là mã vạch truyền thống của chúng ta. Rồi, mã vạch này tôi có thể là khắc chuyên dụng hơn. Thứ nhất một, vạch rất căng lại cái hình. Stop sử dụng một cái thông số nó chạy tốc độ nhanh hơn. Tốc độ là nguồn test delay cân má test thông số nguồn tôi để là 40%. Rồi cách OK. F1 kép bắt đầu chạy. Đó, nó đã cắt xong rồi, nó vạch. Đây là khắc trên cái mã vạch luôn. Rất là đẹp. Nó vạch quy chuẩn. Vâng, và đó là cái công dụng của cái máy fiber khắc kim loại cung cấp bản thư CNC-VT tại phụ thư Thái Bình. Máy hiện có, các bạn mời các bạn mang vật liệu từ đến để test máy và vui lòng liên hệ viết thư số điện thoại 0909 11 4460.